hồi lúc mà trước mà lúc mà ổng mới gặp cô đó là lúc đó ổng bao nhiêu năm rồi, lúc đó ổng nhiêu tuổi? 29-30, cho 30 tuổi đi. Cho 30. Gặp ổng là 18 năm. 18 năm. À, vậy coi như là mối tình này có 18 năm mà ha. 18 năm. Dạ, 18 năm chung sống. Rồi lúc đó là ổng có phong độ đẹp trai hơn bây giờ nhiều phải không? Lúc đó có giao thật không hả? Mập mạp trắng đẹp trai lắm. Vậy hả? Thôi thôi thôi. Mập mạp trắng đẹp trai lắm hả? Vậy hả? À bả nhìn là bả ghiền liền hả? Thôi rồi, vậy sao? Có vụ đó nè. Bỏ hết tài. Vậy hả? Dạ, rồi bây giờ hỏi thiệt cô Tiên ha. À, lúc mà cô mới gặp anh Đức đó, là lúc đó cô nghĩ anh như thế nào mà cô lại kết duyên với anh vậy? Hả? Ta là Mai. Hả? Ta là Mai. Ai là Mai? Ở gần gần đó. Vậy hả? Tôi nói ông này á, yeah. À, ông biết uống rượu không? Tôi nói không, lo bằng ăn không à. Dạ. Yeah. Ai kêu bằng cái gì mà ngấy. Dạ. Yeah. Không có biết uống rượu bậy bạ. À. Không có bạn bè nữa. À. Nhào vô. À, thấy là mày coi như là hiền nha. Hiền hậu. Uống rượu hiền hậu. Là dễ thương nữa. Là mới nhào vô dứt ông đi. Trời ơi, công nhận được chứ. Là anh Đức hồi đó, anh Đức có gian dở một đời nào không Đức, hay là anh còn thanh niên luôn? Còn thanh niên luôn. Trời ơi. Còn thanh niên luôn rồi là sao mà bả giết anh được hay vậy? Duyên nợ sao? Hả? Duyên nợ sao? Hả? Đúng không? Má ổng thà không chịu người khác là chịu tu chứ. À. Má ruột ổng á. Má ruột ổng không chịu. Mà ổng nhất quyết là ổng chịu cô Tiên thôi. À. Quá cỡ gì ta. Mối tình này dữ dội ha. Tiến Vũ Thái mới chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có buổi sáng tốt lành, thân tâm được an lạc và sức khỏe được dồi dào. Và hiện nay Tiến Dũng đang trên đường từ thị trấn Chi Tôn để đến nơi bệnh viện của thành phố Châu Đốc thăm lại gia cảnh của anh Đức, người đàn ông có một cái vết thương ở tại bàn chân đã bị nhiễm trùng do gia đình nghèo và không có tiền để đi chữa trị, và bàn chân của anh đã hành anh đau nhức hơn một năm trời. Thì vừa qua Tiến Dũng và Sư Bá đã đến thăm và hỗ trợ với anh được 6 triệu đồng. Và hôm nay thì gia đình đã chuyển anh đến bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật cắt bàn chân đó. Thì ngay sau đây, Tiến Dũng xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng theo chân của Tiến Dũng vào bên trong bệnh viện của thành phố Châu Đốc để gặp lại đôi vợ chồng của anh Đức và cô Tiên nhé quý vị. À, xin kính mời tất cả quý vị nhé. Vâng, chắc có lẽ là ngày hôm nay ngày lễ 30 tháng 4 cho nên là bác sĩ cũng nghỉ lễ vậy ơi, cho nên bệnh viện cũng rất là đông. Rồi giờ đây Tiến Dũng đã lên đến lầu 5 để tìm anh Tuấn. Dạ, chào anh Đức. Chào Dũng ha. Dạ, chào cô Tiên. Cô Tiên chào bé. Dạ, chuyển anh ra đây mấy ngày rồi? Dạ, ba. Ngồi đây, ngồi đi. Dạ, ông sống chắc ngồi đây, ngồi đi. Dạ, con ngồi đi, con ngồi gần đi. Ngồi gần đi cho nó tình ha. Dạ, quá xá rồi ha, thôi đủ lệch. Rồi, hôm gà chuyển anh Đức qua đây mấy ngày cô hả? Ba. Ba ngày hả? Khỏi đeo khẩu trang, cho bà con ta diện kiến dung nhan luôn. Khỏi đeo. Dạ. Rồi, ra đây ba ngày rồi. Ba ngày. Chuyển đi là từ cái bữa mà... À, Tiến Dũng đến thăm là qua ngày sau là chuyển anh đi ra bệnh viện liền đó hả? Đi liền luôn. Dạ. Vậy hả? Dạ. Rồi mấy ngày nay cái chân của anh nó có hành anh đau nhất gì nữa không anh hả? Nhất. Nó rất tốt mà nó cũng nhất. Vậy hả? Nhất sáng đêm. Dạ, nhất sáng đêm ha. Rồi mình có bảo hiểm gì chưa anh? Có hết rồi. Có rồi. À, lo bảo hiểm rồi ha. Rồi bác sĩ nói ngày nào mới phẫu thuật được? À, tính ông bỏ ra bữa. Ngày sau tính cắt đó, nhưng mà mất máu quá nhiều, nó vô hai chai máu, hai bọc máu, bữa thứ hai nó mới cắt. À, hai lần mới cắt. Bữa ra là tính cắt liền đó ha. Ừ. Rồi em nghe nói là cái vết thương này vô nó ăn luồn bên trong gì đó, là nếu mà cắt là mình cắt khoảng tới đâu? Đây,
Hả? Nó cắt lên tới đây. Đầy quá. Ủa vậy là cắt qua khỏi đường ổi luôn hả, chứ không phải cắt bằng chân đâu hả? Bác sĩ nói cắt ở đây sợ nó khô quá đó, nó không có bồi dưỡng được. À, nuôi được là cắt lên tới trên này. Lên này. Phải nuôi lên tới trên đó luôn, vậy là phải mà cắt qua cái khớp gối luôn. Qua khỏi đường ổi luôn. À, dữ vậy hả? À, là do mình để lâu quá vết thương mình nó bị nhiễm trùng ha. Rồi nó ăn luồn bên trong hả? Một cái chân ở đây giờ nó teo còn chút xíu vậy, cái chân này bự nè. Bên này có gì đâu, bên này teo. Teo luôn. Chạy máu quá trời máu ơi. Gì hả? Bởi vì thiếu máu ha. Vô hai được máu hôm qua. Vậy là ngày qua anh vô hai được máu rồi. Rồi cái thằng tiền hôm bữa Tiến Dũng với siêu bá hỗ trợ cho anh 6 triệu đó. Rồi mình đã đóng viện phí bao nhiêu và còn bao nhiêu nữa? 4 triệu. Hả? Đóng hết 4 triệu. Đóng hết 4 triệu rồi. 4 triệu. Rồi còn lại có 2 triệu à? Còn 2 triệu mà mua này kia đâu còn lại 1 triệu à. Gì hả? Mua này mua kia còn lại có 1 triệu à? Mua thuốc uống. Dạ. Mua thuốc uống nha. Ngày 200 mấy không? Dạ, một ngày 200 mấy chục ngàn. Thuốc uống kia mà không có thuốc là chịu không nổi. Dạ. Rồi sao mình không nằm trong phòng mà mình nằm ngoài này là sao? Thoải mái nhất, chút vô trong phòng nhất. À, cái này lại nó ẩm nhất. Gì hả? À, ngoài này nó thoải mái hơn, nó đỡ nhất hơn. Nó ai được hả? Dạ. Cậu bảy, cậu bảy. À, anh Vinh đó hả? Bảy nhím. Dạ. Nghe anh bảy rồi. Dạ, dạ. À, vậy là hiện bây giờ là đang bác sĩ đang nghỉ lễ. Rồi mấy ngày nữa cái chân anh mới được phẫu thuật. Bữa hai tay đó, bữa thứ hai đó. Dạ. Bữa thứ hai. Bữa thứ hai này là làm bữa thứ hai vậy là ngày mốt rồi mốt. Bữa nay là 30 tháng 4. Đúng rồi à, thành ra là hai ngày nữa là phẫu thuật ha. Rồi bác sĩ có nói là phẫu thuật tốn bao nhiêu tiền nữa không hay là sao? Bác sĩ không có nói, nhưng mà trước rồi mình bây giờ mình đóng 4 triệu rồi đó, mà cắt nữa thì nó tốn tiền nữa. À, cắt nữa là tốn tiền nữa, đóng tiền rồi là tiết kiệm thì thôi. À, gì hả? Ngày hôm ra ngày hai ngày đóng 1 triệu vậy đó. À, cách ngày hai ngày là đóng 1 triệu, đóng 1 triệu vô coi như là mình dậm chân cho thêm vậy đó ha. Đúng rồi. À, cái dọn ông này quá trời nhỏ rồi. Quá teo ha. Dạ, quá teo rồi. Hồi lúc mà trước mà lúc mà ổng mới gặp cô đó là lúc đó ổng bao nhiêu năm rồi, lúc đó ổng nhiêu tuổi? 29 30, cho 30 tuổi đi. Cho 30. Gặp ổng là 18 năm. 18 năm. À, vậy coi như là mối tình thì có 18 năm rồi ha. 18 năm. Dạ, 18 năm chung sống. Đúng rồi. Rồi lúc đó là ổng có phong độ đẹp trai như hơn bây giờ nhiều phải không? Lúc đó có da thịt hơn hả? Mập mạp trắng đẹp trai lắm. Vậy hả? Ờ thôi thôi. Mập mạp trắng đẹp trai lắm hả? Bả gì? Vậy hả? À, bả nhìn là bả ghiền rồi hả? Thôi rồi, vậy sao? Có vụ đó nè. Bỏ hết tài. Vậy hả? Dạ, rồi bây giờ hỏi thiệt cô Tiên ha. À, lúc mà cô mới gặp anh Đức đó, là lúc đó cô nghĩ anh như thế nào mà cô lại kết duyên với anh gì hả? Ta là Mai. Hả? Ta là Mai. Ai là Mai? Ở gần gần đó. Vậy hả? Tôi nói ông này á. Dạ. Là ông biết uống rượu không? Tôi nói không, lo bằng ăn không à. Dạ. Ai kêu bằng cái gì mà ngay. Dạ. Không có biết uống rượu bậy bạ. À. Không có bạn bè nữa. À. Nhào vô. À, thấy ông này coi như là hiền nha. Hiền hậu. Uống rượu hiền hậu. Là dễ thương nữa. Là mới nhào vô dứt ông đi. Rồi, công nhận được chứ. Là anh Đức hồi đó, anh Đức có gian dở một đời nào không? Đức hay là anh còn thanh niên luôn? Thanh niên luôn. Trời ơi. Còn thanh niên luôn rồi là sao mà bả giết anh được hay vậy? Duyên nợ hả? Duyên nợ hả? Đúng rồi, má ổng thà không chịu người khác là chịu tù chứ. À, má ruột ổng á. Má ruột ổng không chịu. Mà ổng nhất quyết là ổng chịu cô Tiên thôi. À. Quá cỡ gì ta. Mối tình thì dữ dội ha. Rồi anh Đức là lúc đó anh sao mà anh còn thanh niên mà lúc đó là anh còn trẻ, anh còn đẹp phong độ mà anh không chọn một cái cô gái nào hoặc một người nào mà không có chồng mà anh lại chọn cô Tiên là đã lớn hơn anh 15 tuổi mà lại có con riêng nữa, là anh nghĩ sao mà anh lại chọn cổ? Tôi không biết sao, chắc cái duyên nợ sao đâu, ai tôi cũng chịu, sao gặp bả cái tôi chịu luôn. Trời ơi, gì hả? Bả cỡ gì ta? Không biết sao nói luôn á. Duyên nợ. Duyên nợ hả?
ông trời đặt đâu đặt đó. À vậy ha. Kêu cứ vợ đâu gậy gọc đâu cũng có lắm trơn mà không chịu đó. À người ta gặp bá sao chịu. Chắc có lẽ là anh cũng phải nhìn một cái có nét đẹp riêng, nét đẹp riêng hay hoặc là có một cái tính cách gì đó mà anh thích cô tiên anh mới kết duyên chứ. Còn thanh niên độc thân mà tự nhiên là sao lại chọn một cái người phụ nữ là lớn mình 15 tuổi luôn. Đúng rồi, chắc vậy quá. Chắc do cổ hiền hay là cổ siêng năng hay sao đó, hay là cổ chăm sóc chồng tốt hay sao đó ha. Phải có một cái kỹ. Hả? Chăm sóc kỹ. Chăm sóc kỹ hả? Phải có một cái bí quyết gì đó ha. À hay ha. Có bí quyết giữ chồng gì đây nè. À cô Tiên có thể chia sẻ biết cái bí quyết mà mình cua được ảnh cho chị đây cô Tiên hả? Ôi giờ cô Dũng lại có một ơ nè hả? Dạ có mình hả, đi có mình hả? Có một mình. Dạ từ ở Chi Tôn chạy ra đây để mà thăm anh Đức với bà con mình thì quân ta hỗ trợ cho anh Đức vài triệu để mà chuẩn bị phẫu thuật á. Dạ. Rồi dạ. À, từ cái hôm bữa mà Tiến Dũng với Chư Bá giúp 6 triệu đó rồi còn bà con nào giúp cho gia đình mình được mới nào nữa không? Không. Cũng chưa luôn hả? Dạ không có ai giúp. À. Còn bữa sau đi ra mà. À nhận được 6 triệu là bữa sau là đi ngay liền. Dạ. Cậu với mà ổng dẫn lại tay liền, đi liền. Đi liền luôn. Đi liền luôn. Dạ. Là cậu kêu xe từ thiện hay là xe mướn xe đi? À xe từ thiện chở đi liền ha, rồi ra đây cấp tốc liền ha. Tốc hành má. Dạ, tốc hành nhập viện liền. Dạ. Nó quá. Dạ. Là sao anh so ngoài là sao anh ngứa là gì? Nhức. À nhức tận xương luôn hả? À nhức lên bên đây. Vậy hả? Ờ căng quá ha. Ừ, rồi chân bên đây có bị ảnh hưởng gì không? Không. Tưởng đâu hơi tê thôi. Rồi trong mình anh là mình có cảm thấy là mình yếu gì trong cơ thể anh nữa không, bệnh gì nữa không ngoài bên này ra? Nó chỉ là máu nó thiếu thôi, bởi vì bác sĩ không dám cắt. À gom máu rồi bữa thứ hai nó cắt. À rồi bác sĩ kêu anh ăn uống bồi dưỡng này vô hả? Gắn ăn uống nhiều vô ha. Ở đây là cơm nước mình ăn ở đâu mua hay sao? Cơm từ thiện hả? À trong này có cơm từ thiện nữa? Có. À vậy hả? Đỡ vậy đó, đỡ nhiều đó. Cũng đỡ ha. Đỡ không có mấy tốn tiền. Tốn tiền nước bán nước. Cơm từ thiện là cơm chay hay cơm mặn? Chà. À cơm chay ha. Cũng chịu ăn chay ha. Không ăn có ngon chứ. Thôi bây giờ cái qua cái cơn hoạn nạn này về hai ông bà cũng gắng ăn chay ít nhiều ha. Ăn chay mình ăn chay nhiều không được thì mình ăn tháng 4 ngày, 6 ngày hay 10 ngày gì đó. Tôi ăn tháng 4 ngày. Dạ tháng 4 ngày ha. Mà ăn năm mấy 2 năm nay. Ờ. Giờ chuyến này về mình tăng thêm ha. Tăng thêm. Rồi mình có cúng lại niệm Phật gì không? Từ ngày á. Đêm nào cũng cúng lại. Vậy hả? Đêm nào cũng có cúng lại hả? Gắng đi, cố gắng đi ha. Ngủ cũng niệm Phật. Chừng nào ngủ quên là thôi đó cậu Dũng. Dạ. Vậy hả? Niệm Phật nó ngủ quên thôi. Ngủ quên thôi. À. Quên là ngủ là không niệm ha. Ngủ quên này, lấy cái gì này. Vậy hả? Dạ. Vậy nên nó dám niệm Phật chút đi. Dạ, đúng rồi, mình phải niệm Phật đi cho nó qua cái nạn. Dạ. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan rồi đó ha. Rồi hôm nay em đến đây thăm anh thì cũng có một số bà con hỗ trợ cho anh chị để em cộng cái danh sách mạnh quân em trao ha, để cho anh chị chuẩn bị thuốc thang với phẫu thuật tiếp theo nha. Dùng nước chứ. Dạ cô để đi con. Vâng, kính thưa quý vị, và hiện nay Tiến Dũng đang có mặt tại nơi thành phố Châu Đốc, đó là bệnh viện Châu Đốc không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày 30 tây tháng 4, Tiến Dũng đang có mặt tại bệnh viện của thành phố Châu Đốc để đến thăm anh Đức, người đàn ông. Cách đây khoảng 3 ngày, Tiến Dũng và Sư Bá có đến tại nơi tư gia của anh, ở tại một nơi nghĩa địa của khóm Xuân Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì hiện nay bàn chân của anh đã bị nhiễm trùng do một cái vết thương cũng hơn một năm rồi, đã bị hoại tử vậy. Thì hôm nay anh Đức đã được chuyển ra bệnh viện thành phố Châu Đốc để chuẩn bị cắt bỏ cái phần chân này, là cắt qua khỏi đầu gối luôn. Thì vừa qua Tiến Dũng và Sư Bá đã có thay mặt cô Hiền ở bên Thụy Điển hỗ trợ cho anh là 6 triệu để mà chuyển qua đây. Thì những cái phần kinh phí và đóng tiền viện phí thì anh cũng đã sắp hết rồi.
thì Tiến Dũng tiếp tục nhận được số tiền 7 triệu đồng của ba vị mạnh thường quân để hỗ trợ giúp cho anh chị như sau. Thứ nhất là chị Hoàng Thị Văn 1 triệu, thứ hai là chị gia đình của chị Xíp Trương Phạm ở bên Úc hỗ trợ với anh là 5 triệu, thứ ba là cô Trần Thế Anh ở Sài Gòn 1 triệu. Thì tổng số tiền của ba vị mạnh thường quân Tiến Dũng vừa nêu tên là 7 triệu đồng, thì em cũng xin trao cho anh để cho anh sắp tới đóng tiền để mà chuẩn bị phẫu thuật cái chân của anh ha. Đây là 7 triệu đồng của ba vị mạnh thường quân mà Tiến Dũng nhận được và xin trao tặng tay cho anh tại bệnh viện của thành phố Châu Đốc ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4. Tiếp theo thì xin mời anh Đức có trả lời gửi đến với bà con cô bác mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân và nhà tài trợ của nó. Trước sau tôi nhận được là 13 triệu đồng. Và tôi ra đây tới bệnh viện Châu Đốc rồi. Bây giờ kinh phí đó yếu, bây giờ ta nhận thêm 7 triệu nữa, tôi có số tiền này tôi cắt cái giỏ rồi. Cảm ơn mạnh thường quân tài trợ rất là nhiều. Dạ, tiếp theo thì xin mời cô Tiên có đôi lời gửi đến với bà con nghe. Mà khi cô có nói gì đó, cô nói đi. Cảm ơn vậy hả? Dạ, cô cảm ơn bà con mạnh thường quân hỗ trợ giúp cho gia đình bà, tôi. Cảm ơn chồng tôi giúp cho chồng tôi. Cảm ơn cho chồng tôi giúp đỡ được 7 triệu hả? 7 triệu nữa. 7 triệu nữa. Dạ, tổng cộng là 13 triệu. Là hết chảy 13 triệu. Dạ. Và cảm ơn các mạnh thường quân. Tôi không biết. Cảm ơn các mạnh thường quân. Nói đi. Tôi không có biết nói cái chỗ đó. Nên là cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp cho anh yêu của tôi được phẫu thuật cái chân, tôi rất là mừng. Cái gì đó. Dạ. Giúp đỡ cho chồng tôi cắt cái giò và tôi cảm ơn nhiều. Các mạnh thường quân. Hỏi tôi có biết nói cái chỗ đó. Dạ. Vâng, thưa quý vị, cô Tiên rất là thật thà, rất là chân chất. Nói lời cảm ơn mà cũng không có nhẹn lời, không có nói được. Thì thôi, Tiến Dũng cũng thay mặt coi như là cô Tiên và anh Đức đã hỗ trợ những cái phần tịnh tài hôm nay để giúp đỡ cho gia đình của anh được phẫu thuật cái chân được thành công tốt đẹp sắp tới. Thì cũng mong là sẽ cái ca phẫu thuật của anh sẽ được hoàn thiện và anh sẽ trở về nhà để sau này có thể ngồi xe lăn để mà bán vé số anh ha. Thì nếu mà sau này có duyên nữa thì anh em mình sẽ gặp nhau tại tỉnh Biên và sẽ hỗ trợ cho anh tiếp tục là một cái chiếc xe lăn để cho anh làm cái phương tiện để đi bán số anh ha. Một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ và mạnh thường quân, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Cầu chúc cho hai ông bà luôn được hạnh phúc và luôn vui vẻ bên nhau nghe. Nhớ sau này về ông phẫu thuật cái chân thì cũng dưỡng cho ông thời gian rồi hả, làm gì làm nghe. Dạ. Cảm ơn cũng nhiều ha. Dạ, tôi cũng cố gắng nha. Vâng, và đây Tiến Dũng cảm ơn tất cả quý vị đã trợ duyên và đồng hành cùng với Tiến Dũng để đi giúp những vấn đề bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, những ca bệnh tật không có tiền để mà đi phẫu thuật. Kính chúc cho tất cả quý vị mạnh thường quân luôn luôn được dồi dào sức khỏe, thăng tâm an lạc. Và Tiến Dũng cũng không quên hồi hướng cái công đức phước lành này về cho tất cả của vị thất tổ của quý vị được siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiện tiền thì được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ thì được trực giảng tây phương. Và xin hồi hướng công đức phước báo này về cho tất cả chúng sanh ở nơi ba cõi sáu đường đều trọn thành Phật đạo. Và ở đây Tiến Dũng và cô Tiên và anh Đức xin được lời phép kính chào và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nước đi anh. Dạ.